đến với kênh KM Channel. Mình là Lucy. Bây giờ mình phải tìm mọi cách để mình đi ra cái dòng nước ở phía sau nhà này. Bây giờ đang ở trên cao quá, mình phải đi xuống mới được. Đây, ở dưới này có tấm thảm màu đỏ nè. Bây giờ phải lăn xuống thôi, mà hy vọng tấm thảm này nó đỡ được mình. Ui, hên quá, hên quá, không bị bể luôn. Trời ơi, con chim bằng biển nó bay khắp nơi trên bầu trời hết. Sao con đường đi ra biển nó gian nan cực khổ quá mấy bạn ơi. Cá hổ á, chỉ có một ưu điểm duy nhất là hàm răng chắc khỏe. Chứ còn lại á hả, đuôi ngắn và ve nhỏ, nên bơi chậm và nhảy thấp lắm. Trời ơi, tự nhiên hai nhà này nó cách nhau một cái đường giữa chi vậy ta. Là mình phải đi qua bên kia thì mình đi qua cầu khỉ nè. À, cái con chim mòng biển kia là bẻ mình luôn, không phiền. Cho nên mình không được đi tới gần chỗ đó. Mình phải lùi lùi lại phía bên này nè, để mình nấp ở những cái thùng giấy này á, thì nó không có thấy mình. Trời ơi, tưởng nó không thấy, ai nhà nó cũng thấy. À trời ơi, mình muốn đi qua bên cái đường kia mà. Bây giờ đi đâu đây? Hồi nãy mình tưởng tượng ra là mình lăn tới đây là mình cũng bị nó mổ nè. Nhưng mà giờ biết đi đường nào giờ? Không lẽ đời cá hổ biến thành cá hổ khô ở tại đây sao? Hy vọng nó đừng có thấy mình nha. Nhẹ 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 nhẹ. Rồi rồi rồi, tới cây cầu dừa rồi. Quẹo quẹo quẹo. Trời ơi, cái cây cầu này nó nhỏ xíu vậy, nghe mình bị lọt quá. Ây da, ây da, ây da. Ui ui ui, còn một xíu nữa, một xíu nữa. Yeah, thành công rồi. Hên quá, hên quá. Nãy giờ là mình lăn rất là nhẹ luôn đó. Con chim mòng biển nó không hề phát hiện ra luôn. Hên quá, hên quá. Thì kia mấy bạn có nhìn thấy dòng nước làm sao chưa? Mình đã gần tới nơi rồi đó. Bây giờ mình lăn thẳng tới nữa và băng qua sợi dây điện là sẽ xuống được nước rồi. Mấy bạn thấy mình hên chưa, hên chưa? Rồi, bây giờ chỉ cần lăn lên cái dòng dây điện này nữa là xong thôi. Ý, không được, không được, không được. Cẩn thận nha, lăn lên sợi dây này á, nó phát ra tiếng động kìa. Ui da, ui da, ui da, ây da. Ây, nước phía đằng xa kìa, dòng nước ở đằng xa kìa, trời ơi, thích quá. Có hai em nhỏ đang ngồi chơi đó nữa kìa. Ôi, mình sắp tìm đến tự do rồi. Tự do là muôn năm. Cá vàng, cá chuồng, cá nóc ơi. Cá hổ đến với các bạn đây. Ây da, ây da, sao khó điều khiển quá vậy? Khó điều khiển mà còn phải lăn chậm nữa. Rồi, từ đây mình nhảy xuống là được rồi. Ai phải quẹo qua trái, quẹo qua trái. À, trái gì vậy? Ôi, gì vậy, gì vậy? Trời ơi, sao cái số mình nó đen dữ vậy? Tới dòng suối rồi mà còn bị đá bay vô nhà tắm của người ta. Chắc này do mình ăn ở quá, do nhân phẩm nè. Trời ơi, đến được tới nơi rồi mà còn bị vô đây nữa. Thôi, mình dùng chiêu cũ, mình sẽ cho nước dâng lên. Ở đây có cái hai cái bồ luôn nè. Đây là bồn tắm. Cũng may ở trong nhà tắm cho nên là nó có nhiều nước và nhiều vòi. Rồi, nước đã tràn ra rồi kìa. Bây giờ mình đi ra thôi. Bây giờ mình phải cho nước tràn lên cho tới cửa sổ luôn. Thì từ cửa sổ mình mới phóng ra được tới dòng sông phía đằng sau nhà. Bây giờ cái bồ ở đâu nữa đây? À, máy sưởi. Vào nước của máy sưởi nè. Dạ, dạ, cứng quá. Trời ơi, cứng, cứng, cứng. À, trời ơi, cứng quá. Trời ơi. Cũng tối tăm mặt mày luôn á. Tại vì cá hổ phải nhảy lên trên cạn để cắn, nên thành ra bị thiếu oxy á. Trời ơi, sao nó cứng dữ vậy? Răng cá hổ là chắc lắm luôn á, mà còn cắn không ra nữa nè. Thôi, ra rồi. Ồ, nước đang dâng lên kìa. Rồi, hết dâng rồi. Sao vậy ta? À, hiểu rồi. Nước nó cứ dâng lên thì nó chảy vô bồn cầu, thì bồn cầu lại xả xuống phía dưới à. Bây
giờ mình phải đi tìm cái gì đó để mình sẽ nhét bịch lỗ lại cho nó không có chảy nước xuống. Để xem trong này có gì không. Gì vậy ta? Khăn. Không có. À, thấy rồi. Cuộn giấy. Cuộn giấy nè. Trời ơi, sao nó nặng quá vậy? Bình thường cuộn giấy nó là giấy mỏng dính à, nó nhẹ hiu à. Còn giờ nó bị hút nước vô á, cho nên cuộn giấy nặng quá. Ây da, ây da, nặng quá, nặng quá. À, ây da, nặng quá. Cũng may ông trời, ông cho một cá hổ một khả năng là có thể có hàm răng chắc, cho nên ngậm những vật nặng vẫn được. Rồi, thả nhét vô. Rồi, cho nó bịt cái lỗ lại. Sau đó mình giật nước, thì lúc này nó sẽ bịt cứng lại luôn. Không cho chảy nước đi đâu hết á. Trời ơi, cái đồ gặt nước sao cao dữ vậy? Giật. Trời ơi, sao lâu quá vậy? Mình tối tăm mặt mày rồi. Xuống nước thôi. Ông là bị tắc thở tại quán phở luôn đó. Ý lộn, tắc thở tại toilet luôn á. Ở đây làm gì có quán phở. Vẫn chưa đủ nước. Ý, bên trong nhà tắm có vòi nước nữa kìa. Chạy vô. Ây da, trời ơi, dướng cho tấm kiến rồi. Sưng cái mỏ rồi, trời. Chưa mở cửa kiến mà đã lo chạy vô. Ây da, đau cái miệng quá, đau cái miệng quá. Rồi, mở cửa ra. Ây da, cao quá, không được, không được. Vậy là chưa đủ rồi. Mình phải đi tìm chỗ nào đó để cho nước nó lên cao hơn một lần nữa. Ý, thấy rồi, bồn rửa mặt kia. Lên. Bây giờ mình sẽ xả nước cái ngay chỗ rửa mặt nữa. Cứng quá. Rồi, yeah. Đợi nước nó tràn lên cao thêm một phút nữa. Rồi, bây giờ chắc chạy vô cái chỗ tắm là được rồi đó. Đây là phòng tắm đứng nè. Lên được chưa ta? Vẫn còn xa quá. Nhưng mà thôi kệ, ráng lấy trớn lên. Cái đuôi gì mà ngắn ngủn vậy trời ơi. Thôi lặn xuống sâu lấy trớn nè. 2, 3, lên. Cắn 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 cắn. Ngập thở quá, ngập thở quá. Rồi, để coi coi. Nước lên tới cửa sổ chưa? Trời ơi, vẫn chưa luôn. Bây giờ còn vòi nước nữa đâu mà cho xả nước đây. Ý, có con chim. Bình thường con chim mổ mình hả? Hôm nay mình sẽ cho nó biết bay thế nào là cá hổ. 1, 2, 3, lên. À, ai cắn cái bông của tôi? Ra được dòng suối rồi các bạn ơi. Lần này mình có thể bơi ra biển rồi. Đời không dễ như mình tưởng. Nó bị chặn lại rồi. Những cành cây khô này bị chặn lại rồi. Nhưng mà không sao. Cá hổ mà, với hàm răng chắc khỏe, mỗi ngày đều đánh răng mà, thì làm gì có cái gì mà làm khó được cá hổ chứ. Mình sẽ lôi ra hết. Loài cá hổ này á, là loài cá mà thiên nhiên tạo ra chỉ để ăn thịt thôi. Bởi vậy nên nó mới được có một cái hàm răng chắc, khỏe và sắc bén như vậy đó. Nó có thể ăn thịt còn nhanh hơn con cá sấu á, mấy bạn tin không? Bởi vậy nên nó bị con người ghét lắm. Mà loại cá hổ này nó cũng hiếm nữa. Nó chỉ ở trong dòng sông của Amazon thôi. Và con người không cho nó xuất hiện ở những nơi như thành thị rồi này kia. Bởi vì nó giống như động vật nguy hiểm vậy đó. Gỡ ra được rồi. Ôi trời, thì ra đây là một cái hang. Ây da, nó hút cá hổ đi đâu vậy? No, 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 no. Trời ơi, cái hang gì mà sâu dữ vậy? Bởi nãy giờ mà vẫn chưa ra nè. Ui, ra rồi. Ây da, không có nước. Không có nước. Ây da, ra rồi. Ngập thở quá, ngập thở quá. Lại đi ra một cái con sông khác ở trong rừng rồi. Trời ơi, sao nó âm u quá vậy? Bây giờ là đang buổi tối. Mình thấy ánh sáng là toàn là nhờ ánh trăng ở trên bầu trời á. Ý, đây là dòng thác các bạn ơi.
cứ đổ xuống thác. Đi càng xuống thấp thì sẽ mau về biển. Ok ok, hy vọng mình sẽ tới biển sớm nhất. Mấy cục đá nó chắn lại hết rồi, mình luồn qua được chỗ này. Ôi nhưng mà đời không đẹp như mơ. Cái gốc cây này nó bị ngã ngang qua dòng sông này. Bây giờ làm sao qua được đây? À, gốc cây này nó bị mục rồi nè. Nó bị ngâm dưới nước nhiều quá nên nó mục rồi. Bây giờ cá hổ sẽ dùng hàm răng chắc khỏe của mình để rỉa cho gỗ nó rủng ra. Rủng rồi nè. Trời ơi, đây là bên trong của gốc cây này mấy bạn. Đây đây đây, chỗ này chắc là mục nhất nè, mềm nhất nè. Mình cắn nó ra là mình thông qua được à. Yeah, thông qua rồi. Rồi, hết đường đi rồi, bị chặn lại rồi. Ý, có con chim lòng biển kìa. À, mình sẽ dùng chiêu cũ. Cắn cái đuôi con chim. Ây da, đau cái mông, đau cái mông quá, đau cái mông quá. Mấy bạn thấy cá hổ ghê chưa? Biết tận dụng con nha chim mòng biển á, là kẻ thù á, để nó đưa cá hổ đi một đoạn đó. Chứ bị chặn đường hết rồi, đâu có đi được đâu. Ây ơi, xuống luôn. Hy vọng phía dưới là biển, hy vọng phía dưới là biển. Trời ơi, dòng thác cao ghê chưa. Con người mình đâu có dám trượt thác kiểu này. Ý, chỗ này nó lại bị chặn nữa rồi. Bây giờ phải làm sao đây? Đi máy bay thôi. Ây da, khục rồi.